Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đam mê ghe ngò. Xin giới thiệu cho các bạn, trên màn hình đây là đường kim vô địch Ocambox Sóc Trăng 2010, vô địch cự ly 800m tốc độ và 1200m. Trong video ngày hôm nay chúng ta hãy xem lại trận đấu giữa đương kim vô địch lộ mới với ghe ngò bốn mặt các bạn nhé. Đây là trận tứ kết giải đua ghe ngò Festival lúa gạo 2011 giữa bốn mặt Prat Buon Prapet và lộ mới Buon Rum Non Tamay diễn ra trên dòng sông Maspero. Lộ mới nằm ở bên khán đài B, bốn mặt nằm ở khán đài A với trang phục áo đỏ nón vàng là trang phục truyền thống của đội ghe ngò bốn mặt. Chúng ta đã thấy hai đội đang so kè nhau rất quyết liệt. Theo sự ước lượng của tôi là có khoảng một vạn khán giả ở hai bên bờ sông đang cổ vũ rất nhiệt tình cho hai đội ghe này, cùng với khán giả đang xem trên màn hình nhỏ. Cả hai đội cố lên. Theo tôi, lộ mới đang dẫn trước bốn mặt. Bây giờ hai đội đang tổ chức bứt phá. Tất cả các vận động viên của hai đội đã dùng 100% sức lực của mình. Và chúng ta thấy đội ghe bốn mặt đã có pha bứt tốc cực nhanh đến người đích. Theo quan sát của chúng tôi là bốn mặt đã giành chiến thắng. Tuy nhiên ở đây mình không thể khẳng định bằng mắt thường. Chúng ta phải nhờ camera xem lại. Và chúng ta sẽ xem lại cảnh quay chậm. Và theo ban tổ chức, bốn mặt đã có pha bứt tốc và đã giành chiến thắng trước đương kim vô địch Ocambox Sóc Trăng 2010 và đã loại lộ mới ở quê chùa Cúng Trăng sớm. Xin chúc mừng đội ghe ngò bốn mặt của Châu Thành. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.